đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh youtube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Ngày 2 tháng 6, Công an phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra quán Mina Dating Cafe có hình thức kinh doanh không bình thường mà mấy ngày nay một số trang mạng đã lên tiếng bóc phốt. Quán Mina Dating Cafe nằm tại tầng 7 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo hình thức blind date, cà phê hẹn hò, làm quen theo kiểu giấu mặt. Quán cà phê sử dụng gương nhìn lén gây tranh cãi. Theo mô tả của quán Mina Dating Cà Phê, đây là mô hình quán cà phê kết hợp dịch vụ hẹn hò giấu mặt. Khách hàng đến đây sẽ được cung cấp thông tin sơ lược về đối tượng hẹn hò và được sắp xếp ngồi ở hai căn phòng khác nhau. Khách hàng nam sẽ ngồi ở một căn phòng có gam màu tối, gọi là phòng đen khách hàng nữ sẽ ngồi ở căn phòng đối diện có gam màu sáng, gọi là phòng trắng. Khách hàng sẽ có thời gian trò chuyện tìm hiểu nhau mà không hề biết mặt đối phương để quyết định xem cả hai có tiến đến làm bạn hay không. Khách hàng nữ khi tham gia hẹn hò giấu mặt này sẽ được miễn phí vé vào cổng cũng như nước uống để tốc. Ban đầu, mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ bởi sự mới lạ và thú vị tuy nhiên khi dân mạng chỉ ra những điểm bất thường trong phương thức hoạt động quán bắt đầu trở thành tâm điểm của sự chỉ trích đầu tiên mặc dù là mô hình hẹn hò giấu mặt nhưng chỉ có bên nam được giấu mặt loại kính ngăn cách giữa hai phòng là gương một chiều khách hàng nữ chỉ nhìn thấy bản thân trong gương mà không nhìn thấy khách hàng nam trong khi đó khách hàng nam có thể quan sát mọi hành động của khách hàng nữ Thứ hai, ghế ngồi của khách hàng nữ được thiết kế cao hơn so với khách hàng nam. Điều này tiềm ẩn nguy cơ khách hàng nữ bị quấy rối, quay lén, đặc biệt là khi mặc các trang phục như váy ngắn, quần short. Thứ ba, quán có quy định các khách hàng nữ được miễn phí vé vào cổng và tiền nước uống, trong khi các khách hàng nam phải trả một khoản phí. Quán có bốn gói hẹn hò chia theo thời gian, 1 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 3 ngày. Nhưng khách hàng nữ không phải trả tiền để mua. Nhiều người bày tỏ e ngại hoạt động của quán đang có biểu hiện xâm phạm và gây hại đến nữ giới. Cơ quan chức năng vào cuộc. Trưa ngày 2 tháng 6, công an phường Bến Thành quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra quán cà phê Mina Dating. Tại thời điểm kiểm tra, quán không có khách, chỉ có người đại diện pháp luật là chị HTAD, sinh năm 2003, ngụ quận 12 một người nước ngoài và ba nhân viên của quán. Sau khi làm việc với đại diện của quán, cơ quan chức năng đã lập biên bản làm việc mời những người liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, quán cà phê Mina Dating đã đóng cửa, đồng thời khóa tài khoản và xóa hết các bài đăng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Trí Linh, 27 tuổi, trú tại xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Huỳnh Chí Linh đã huy động 740 triệu đồng của nhiều cá nhân ở tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Sau đó bị can Huỳnh Chí Linh làm giả hai quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Cụ thể, vào tháng 1 năm 2024, trên mạng xã hội xuất hiện quyết định số 1372 ngày 29 tháng 6 năm 2023 do ông Trương Hải Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký, giao 392 hecta đất chống đồi trọc cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Theo quyết định này, diện tích 392 ha đất chống đổi trọc thuộc tiểu khu 1393 và 1394 do Lâm Trường, Nam Sông Ba, huyện Pa, tỉnh Gia Lai quản lý. Thời hạn sử dụng rừng là 50 năm kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 đến ngày 29 tháng 6 năm 2073. Tuy nhiên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba khẳng định, Tiểu khu 1394 thuộc lâm phần của ban, còn tiểu khu 1393 thuộc lâm phần của xã Chư Đờ Răng quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai có địa chỉ tại tổ 6, phường đoàn kết thị xã Iaunpa, tỉnh Gia Lai. Người đại diện pháp luật là bà Đào Thị Thúy Nga. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành văn bản trên. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định người làm giả văn bản trên là Huỳnh Trí Linh, nên triệu tập đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu linh khai nhận trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, Linh huy động 740 triệu đồng góp vốn để xin dự án của năm cá nhân tại Gia Lai và Phú Yên. Sau đó, Linh làm giả hai quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thu hồi giấy phép xây dựng cấp cho hạng mục một phần tầng hầm khối dịch vụ gôn ký hiệu 01 thuộc tòa nhà câu lạc bộ gôn với diện tích xây dựng 2.639m2 của công ty cổ phần Hoàng gia DL, địa chỉ số 02, đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lý do thu hồi được cho là do chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo điểm B khoản 1, điều 101 Luật xây dựng. Quyết định nêu rõ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định này, yêu cầu công ty cổ phần Hoàng Gia DL nộp lại giấy phép xây dựng tại Sở xây dựng Trường hợp công ty cổ phần Hoàng gia DL không nộp lại giấy phép xây dựng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng số 02 do Sở Xây dựng cấp ngày 12 tháng 1 năm 2023 theo quy định. Công trình tòa nhà câu lạc bộ Gôn thuộc dự án khu nghỉ mát Đà Lạt vi phạm xây dựng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã ban hành hai quyết định xử phạt công ty cổ phần Hoàng gia DL với tổng số tiền 240 triệu đồng. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt công ty cổ phần Hoàng gia DL 130 triệu đồng về hành vi xây dựng sai phép với diện tích 3.300m2 và phạt 110 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép diện tích 4.478m2. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã yêu cầu chủ đầu tư tự giác khắc phục sai phạm, tháo rỡ công trình vi phạm. Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt trong thời hạn 90 ngày, nếu chủ đầu tư không hoàn tất các thủ tục cấp phép xây dựng cho hai khối công trình bên trong sân gôn đồi cù đà lạt thì phải tháo rỡ phần công trình sai phép hoàn nguyên hiện trạng trường hợp không tự giác thực hiện các biện pháp khắc phục sẽ bị xử lý theo quy định Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã xét xử và tuyên án đối tượng Phan Thượng Mỹ, người thượng cẳng chân hạ cẳng tay một cách dã man đối với MLGK, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, gây sốc dư luận vào tháng 12 năm 2023. Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 năm 2023, tại ngã tư đường Hưng Nguyễn Đá Sơn thuộc tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Đối tượng Mỹ đã dùng tay chân tấn công vào đầu mặt bụng MLGK sinh năm 2009, trú tại tổ dân phố 2, cùng thị trấn La Hà, gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Qua xác minh nguyên nhân ban đầu, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết trong quá trình học tập trước đó tại lớp 9E, trường trung học cơ sở thị trấn La Hà, MLGK và PDK sinh năm 2009, con của Phan Thượng Mỹ, có mâu thuẫn. Nên em PDK về nói với cha, sau đó Phan Thượng Mỹ đã tìm gặp và có hành vi gây thương tích đối với em LGK. Vào sáng cùng ngày 18 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Tư Nghĩa đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành giám định thương tích của MLGK. Kết quả giám định thương tích của MLGK đã bị đối tượng Phan Thượng Mỹ chặn hành hung là 12%. Cũng trong ngày 18 tháng 12 năm 2023, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã có chỉ đạo cụ thể cho cơ quan chức năng xử lý vụ việc MLGK bị đối tượng Mỹ chặn và gây thương tích nghiêm trọng. Đến tối cùng ngày 18 tháng 12 năm 2023, công an huyện Tư Nghĩa đã thực hiện lệnh khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ, sinh năm 1979 vì đã có hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa đã tuyên phạt đối tượng Phan Thượng Mỹ, sinh năm 1979, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nghề nghiệp công nhân điện lực huyện Tư Nghĩa, 24 tháng tù cho hưởng án treo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh Net sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.